Theo hãng tin AFP của Pháp, hôm qua, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Kherson ở miền nam Ukraine sau hai ngày bao vây thành phố này. Ngoài ra, một nguồn tin của Nga cũng cho biết quân đội nước này đã kiểm soát thêm một địa điểm khác là thành phố cảng Berdyansk. Cả hai thành phố này đều gần bán đảo Crimea. Thị trưởng thành phố Kherson, ông Igor Kolikhaev đã công bố trên tài khoản cá nhân Facebook về việc quân đội Nga tiến vào thành phố và đang thiết lập các trạm kiểm tra tại khu vực ngoại ô, ông kêu gọi người dân không rời nhà trong thời gian thực hiện lệnh giới nghiêm. Những hình ảnh do truyền thông địa phương công bố cũng cho thấy, quân đội Nga đã tiến vào Kherson sau 2 ngày tuyên bố bao vây thành phố này. Ngoài ra, một nguồn tin từ Moscow cho biết, quân đội Nga cũng đã kiểm soát thành phố cảng Berdyansk nằm về phía tây bắc bán đảo Crimea trên biển Azov. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU thông báo các nước thành viên sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho ukraine nhưng lần này là trên cơ sở song phương thông báo được đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của eu ông joseph borrell đưa ra trong cuộc họp trực tuyến không chính thức của người đứng đầu bộ quốc phòng các nước thành viên eu tuy nhiên nga đã lên tiếng cảnh báo về việc các nước cung cấp vũ khí sát thương cho ukraine ngay sau thông báo của ông Na và Phần Lan cho biết sẽ cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine. Số hàng viện trợ của Phần Lan bao gồm 1.500 bệ phóng tên lửa, 2.500 súng trường, 150.000 băng đạn và 70.000 khẩu phần ăn. Trước đó, nhiều nước khác trong EU như Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Séc và Bỉ cũng đã thông báo cung cấp vũ khí, nhiên liệu và các trang thiết bị quân sự cho Ukraine chỉ vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Nước cho biết đang triển khai máy bay chiến đấu Tornado và máy bay tuần tra tới khu vực biển Baltic sau khi đã triển khai thêm 4 tàu chiến tới vùng biển này. Trong khi đó, dù không trong EU, nhưng Canada cho biết đang chuẩn bị gửi lô vũ khí sát thương thứ ba tới Ukraine. Phản ứng trước những diễn biến trên, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cảnh báo những nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm nếu số vũ khí này được sử dụng trong quá trình Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Ngoài ra, Bộ trên cũng khẳng định Moscow sẽ đáp trả các biện pháp mà EU đã thực hiện đối với Nga. Trước đó, Ukraine đã yêu cầu quốc tế hỗ trợ nhiều mặt, đồng thời đề nghị được cung cấp dữ liệu tình báo không gian và thiết lập vùng cấm bay đối với các chuyến của Nga trên không phận Ukraine. EU cho biết đang huy động trung tâm vệ tinh ở Madrid, Tây Ban Nha, cung cấp các dữ liệu tình báo không gian cho Ukraine. Tuy nhiên, yêu cầu thiết lập vùng cấm bay của Ukraine đã bị Hoa Kỳ bác bỏ do không muốn xung đột trực tiếp với Nga.